xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và học nhân xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài IBC TV trên băng tần 57.8 và Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, đang đến với chương trình Sống Đời Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện trưởng Chùa Điều Ngự. Hy vọng sẽ giúp quý khán giả đang tìm cầu sự an lạc, đức thật với những chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. A Di Đà Phật, con xin kính chào Thầy. Di Đà Phật, xin kính chào cô học nhân, xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Thưa Thầy, today I want to ask you about depression. I noticed that some of my friends who are going through a tough time, they become very, very sad, very negative. And if I want to help them, I notice that it's not enough. And I wanted to ask you, why is it that the person who is depressed almost seem like they're in a trance? Okay. Câu hỏi là tại sao mà một cái người nào đó luôn luôn có những cái cảm giác như chán nản, trầm cảm, phải không? Rồi cứ việc bị vướng mắc ở trong đó, rồi mỗi ngày nó một nặng hơn, thì phải chăng là cái tâm thức của cái người đó hay là cái cơ thể của người đó nó có một cái gì, có một cái vấn đề nào đó, cho nên họ có những cái trạng thái tâm lý, họ có những cái cảm nhận rất là buồn, rất là chán nản, thậm chí rất rất là khổ đau. Thì thực ra trong đạo Phật có một cái bộ môn mà những người Phật tử thường gọi là bộ môn tâm lý học Phật giáo, đó là cái môn duy thức học, còn gọi là pháp tương tông. Ở đây phân biệt ra 51 món tâm sở, phú não, vân vân. Nói chung nó có nhiều cái trạng thái tâm lý mà chỉ có 11 món là thiện, còn tất cả đều là bất thiện. Kể cả những cái mà nó không thiện, không ác đi nữa, nó cũng, nếu là không tốt, không xấu, mình cũng không nên để cho nó vướng kẹt vào đó. Lý do nào mà nó có những cái trạng thái tâm lý như vậy là bởi vì mình có những cái nhìn rất là tiêu cực, hay là cái nhìn thiếu chính xác về mọi hiện tượng, trong đó có bản thân của mình. Cho nên mình chấp vào những cái mà vốn dĩ do cái tầm nhìn của mình thiếu chính xác, mình chấp vào đó, mình dính chặt vào đó, và mình đồng hóa mình với những cái cảm nhận, với những cái suy nghĩ, với những cái mà mình cho là cái đó là chính mình, hay là cái đó là của mình, ngã hay chỉ là ngã sợ, do vì chấp thủ, chấp ngã vân vân, và nó sinh ra đủ thứ. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta cần phải buông bỏ tất cả. Mình sống bằng một cái đời sống vô ngã, bằng một cái đời sống rất là tự tại, rất là thanh thản, như một lần cũng ở trên IBC TV đó, chúng tôi có thưa là cứ để tất cả những cái cảm nhận nó chảy qua trong tâm thức của mình một cách rất là tự nhiên. Mình không có đánh giá, mình không có phân tích, mình không có tìm cách mình ghi níu, mình bám víu, cứ để cho nó qua một cách rất là thản nhiên. Mọi chuyện
như là một cái dòng chảy tự nhiên. Chúng tôi có đưa ra một cái thí dụ như là một cái gương soi mặt. Mọi vật nó phản chiếu trong cái tấm gương. Gương không hề có những cái ý thức phân biệt cái này là tốt, cái kia là xấu, cũng không có cái ý niệm tìm cách để mà đuổi những cái xấu đi rồi giữ những cái tốt lại, vân vân. Nói chung là vượt lên trên tất cả. Nếu mà cái tâm của chúng ta mà làm sao giữ được một cái trạng thái rất là yên tĩnh, rất là trong sáng như là cái tấm gương tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, tịch chiếu không hai thì mình sẽ không còn có những cái trạng thái tâm lý khổ đau buồn chán trầm cảm vân vân. Cái đó là cái mà trong đạo Phật dạy. Muốn như vậy thì mình phải tập thiền, hay giả là mình nhắc tâm, mình niệm Phật, buộc cái tâm vào một chỗ, buộc bằng cái sợi dây nào chẳng hạn như dùng cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, mình cứ niệm một cách nhất tâm bất loạn. Hay giả là mình trì một cái câu chú nào đó, hay giả là mình thiền quán, dùng một cái đối tượng nào đó mình quan sát thật kỹ để có thể thấy rõ được cái bản chất như thật của nó. Mà tất cả cái tự tướng của các pháp đều là rỗng lặng, đều là không tịch. Cái tướng của các pháp là không tướng, mà cái tánh của các pháp là tịch lặng. Thấy được cái tánh và cái tướng của muôn sự muôn vật rồi thì không có gì để làm cho mình bị vướng mắc. Cảm ơn thầy. Dạ thầy, con thấy hồi đó đó, nếu mà con buồn cái gì á, mà con suy nghĩ lại, con tìm hiểu, giống như là con muốn hỏi, oh, why does this happen in my life? Cái xong con find the answer là this happened for a reason and I let it go. Sau đó con mới appreciate cái lesson của cái experience đó. Rồi con mới thấy khỏe, rồi con mới biết mình buông xả đi. Đúng vậy, cái đó rất là quan trọng. Cứ thực tập hồi, lâu ngày nó trở thành một cái thói quen, nó thuần thục rồi, mỗi tiếng đến rồi nó đi rất tự nhiên, buông xả, đừng có chấp. Chẳng hạn có một cái người nào đó, ví dụ như chửi cô học nhân, ô cô học nhân này không có tốt à, không tốt à. Mà mình cứ mình để cái câu chửi nó cứ nó quằn ở trong đầu mình, rồi mình tức, mình giận, mình nói ô tại sao mà cái người này xấu quá, người này ác quá, chửi tôi không tốt trước mặt mọi người. Rồi mình tự đau khổ lấy. Nhưng mà cái lời chửi đó nó không có gì quan trọng. Mình không phải là cái người xấu, mà người ta nói mình xấu thì không phải vì người ta nói mà mình trở thành người xấu. Mình đừng đồng hóa mình với những cái lời nói mà không đúng. Mình là cái người tốt, mà nếu mà nói ô cái người này xấu quá, không phải là do họ nói mình xấu mà mình trở thành người xấu. Cho nên mình không có ngại. Mấy cái đó nó như là một cái chuyện vớ vẩn, nó rác rến, nó không có cái gì để làm cho mình phải vướng bận. Nếu mà mình bị vướng bận, mình sẽ rơi vào cái trạng thái tâm lý tức tối, giận dữ, buồn phiền, khổ đau, tự ái vân vân, tổn thương đủ thứ, nó hại mình. Cho nên Đức Phật dạy đó, nếu một cái người nào đó bị lỡ bị cái mũi tên đầu tiên nó bắn vào thì đừng có để cho cái mũi tên thứ hai nó xâm phạm. Nếu là cái người trí khôn ngoan, mũi tên đầu tiên là gì, họ đánh mình một cái cây gậy đau quá, đó là tạm gọi là cái tên đầu tiên. Còn cái mũi tên thứ hai là mình nuôi dưỡng cái sự hận thù, mình tức tối, mình thế này thế kia, có những cái phản ứng không có đẹp, cái đó nó tổn thương nhiều hơn là cái vết thương mà bị một cái gậy đánh. Vết thương của tâm thức đó, nó nặng nề, nó làm cho mình khổ đau. Còn cái vết thương kia rồi nó chỉ có thời gian ngắn nó sẽ lành, nó sẽ bình phục. Nhưng mà cái vết thương tâm thần nó quan trọng lắm. Cho nên buông bỏ, nói như cô học nhân, buông bỏ, cứ để cho nó qua, để cho nó như là cái gió thoảng, phải không? Như là mây trôi, không có gì quan trọng hết. Dạ, cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chương trình Sống Đời Sống Phật xin tạm dừng cho một vài giây phút cho phần bảo trợ thương mại. Xin cảm ơn quý vị, tiếp tục đón xem phần 2. Xây tương thân tình trong đạo Phật.